Chào mừng các bạn đang đến với kênh Chubby Vlog. Thì mình có một cái tin vui muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Thì sau một thời gian khá là lâu mình sử dụng chiếc xe này, thì thật ra thì đây là chiếc xe cũ mình đã mua rồi chế và sử dụng cho đến ngày hôm nay. Thì sau một thời gian dài mình sử dụng thì ngày hôm nay mình cũng đã tự mua được một chiếc xe mới. Và bật mí với tất cả các bạn thì chiếc xe mới của mình không phải là xe ba bánh mà nó sẽ là xe bốn bánh luôn các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì mình nhận được cái tin là mình xin nhận chiếc xe này, và mình mong là các bạn sẽ cùng với mình để tìm hiểu cũng như là khám phá chiếc xe này như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận chiếc xe này các bạn nhé. A few moments later. Các bạn ơi, trên đường mà mình đi nhận xe thì mình bán chiếc xe cũ của mình xong rồi, và lúc này đây thì mình đang ở chỗ bên tại tuyến đường ha. Thì khi mà mình nói tới đây cũng như là các bạn thấy cái bằng hiệu này thì các bạn thấy rằng là cái phần chia sẻ của mình nó có một cái phần nửa thật nửa đồ đúng không ạ? Cái phần thật của mình là đúng là xe của mình được thiết kế thành bốn bánh, còn cái phần mà cái phần đồ của mình là chắc chắn là khi các bạn nghe xe bốn bánh thì các bạn sẽ nghĩ là xe hơi đúng không? Nhưng mà thật ra thì xe của mình chỉ được thiết kế cũng như là nâng cấp thành 4 bánh thôi. Thì bây giờ mình cũng rất là nóng lòng không biết là cái xe này của mình nó thiết kế như thế nào. Thì mình mời các bạn hãy vào trong để cùng khám phá chiếc xe này của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về tên anh thật các bạn ha. Thank you.
cuối cùng thì mình cũng đã về đến nhà. Tuy là mình có hơi mệt nhưng mà mình cũng rất là vui để chia sẻ cùng cũng như là giới thiệu cho các bạn người bạn đồng hành mới của mình. Đó chính là chiếc xe bốn bánh này. Lúc nãy thì ở chỗ xưởng thì mình chưa có kịp xuống xưởng thì người ta đã đẩy ra rồi nên là mình cũng chưa có giới thiệu gì nhiều về chiếc xe này hết. Thì bây giờ mình về đến nhà rồi thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho các bạn về chiếc xe của mình ha. Thì bây giờ thì mời các bạn hãy đi cùng với mình quay một cái dòng xe để coi nó như thế nào nha. Xe này thì ngoài cái việc là nó được mua mới hoàn toàn ra thì nó sẽ được giữ lại nguyên cái bánh của nó luôn, và nó sẽ lắp thêm hai cái bánh hai bên nữa. Đó chính là cái lý do vì sao mà mình gọi đây là chiếc xe hai bánh ha. Ngoài ra thì cái xe này nó cũng trang bị thêm cho mình cái móc khóa, cái móc để mình máng cái gậy của mình đó các bạn. Mới của chiếc xe này, chiếc xe cũ thì như các bạn cũng thấy rồi thì mình phải cầm ở phía trước luôn thì nó hơi cực ha. Với chiếc xe này thì nó trang bị thêm cho mình cái móc khóa để mình gác cái nạng của mình luôn thì nó cũng khá là tiện. Ngoài ra có một cái điểm nữa là nó gắn thêm cho mình hai cái phuộc này nè các bạn, cái phuộc này với lại một cái phuộc ở bên đây nữa ha. Đây là hai cái phuộc đã được gắn ra bên ngoài nha. Đó chính là ba cái điểm mới của chiếc xe của mình. Có chia sẻ thì chiếc xe này là một người bạn đồng hành mới của mình, thì nó sẽ là một phần cũng như là nó sẽ đồng hành cùng với mình trong cái việc sản xuất ra những cái video clip để mang tới các bạn trên cái kênh Tubi Vlog của mình. Vì thế cho nên là mình muốn giới thiệu cũng như là chia sẻ đến các bạn chiếc xe mới này, và mình cũng hy vọng là các bạn sẽ subscribe, đăng ký kênh của mình, và nhớ là nhấn cái chuông để nhận cái thông báo mỗi khi cái clip mới ra đời các bạn ha. Bên cạnh đó thì các bạn hãy nhớ là like, share hay là bình luận bên phía dưới video để giúp cho mình có thêm động lực để có thể sản xuất thêm nhiều video mới nữa để gửi tới các bạn trong thời gian tới ha. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ạ.